Kính thưa quý vị và các bạn, thời điểm này thì các em học sinh đã bước vào kỳ nghỉ hè rồi và đây cũng là khoảng thời gian các em mong chờ để được vui chơi thoải mái và nghỉ ngơi sau những ngày học hành. Mùa hè ở nước ta thì có một điều cần phải lưu ý, đó là khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như là vi khuẩn hay là virus, ký sinh trùng dễ bùng phát thành dịch bệnh. Mọi người đều có thể mắc bệnh, nhưng mà đối tượng dễ mắc nhất thì vẫn là ở trẻ em. Nhận biết những bệnh phổ biến ở trẻ vào mùa hè nắng nóng sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có thể là chủ động phòng tránh và bảo vệ con trẻ tốt nhất. Mùa hè đến là thời gian cho trẻ vận động, vui chơi. Các em được cha mẹ cho đi du lịch, về thăm quê hoặc được tự do sinh hoạt ở nhà. Thời tiết nắng nóng, độ ẩm không khí cao những ngày hè tạo điều kiện cho vi khuẩn, siêu vi bùng phát gây bệnh. Đây cũng là thời điểm số lượng trẻ ốm đau, nhập viện tăng do khí hậu thay đổi liên tục khiến cơ thể không thể điều tiết, thích ứng kịp. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng có sức đề kháng kém, càng dễ mắc bệnh. Hầu hết bệnh mùa nóng thường không đáng sợ, nhưng nếu chủ quan, người bệnh không được chăm sóc và điều trị kịp thời, bệnh sẽ chuyển hướng xấu, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, trong những lúc thiếu sự quan tâm lơ là của người lớn, những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra với các em và để lại những hậu quả nặng nề. Cho nên, chăm sóc sức khỏe cho con trẻ trong những ngày nghỉ hè là mối quan tâm của rất nhiều gia đình. Để chăm sóc tốt sức khỏe cho trẻ trong những ngày hè, các bậc phụ huynh cần có những kiến thức cơ bản, nhận biết bệnh ở trẻ và chăm sóc đúng cách. Cố gắng quan tâm đến trẻ nhiều hơn, đồng thời dặn dò, giáo dục trẻ về ý thức tự bảo vệ chính mình, về các mối nguy hiểm, rủi ro có thể xảy ra, không leo trèo, nghịch ngợm. Tránh xa các ao hồ, sông suối để tránh bị đuối nước. Hãy giúp đỡ, nhắc nhở, hướng dẫn để trẻ có một mùa hè an toàn, không có tai nạn đáng tiếc.